Xin chào mọi người, thì hôm nay là ngày đầu tiên em xuất hiện trên ống kính thì em sẽ hơi bị ngại á, thì mọi người có gì mọi người thông cảm bỏ qua cho em nha. Thì hôm nay là ngày đầu tiên em xuất hiện thì cũng có một món quà rất là đặc biệt gửi đến cho mọi người. Thì đây là một chiếc đồng hồ bên em mới nhập về, còn đẹp như mới luôn nha mọi người. Đó, đây là vỏ ngoài của chiếc đồng hồ này. Thì mọi người đoán thử xem bên trong là mặt số của chiếc này là mặt số gì nha. Thì em sẽ gợi ý một chút. Mặt số của chiếc đồng hồ này được khai thác từ thiên nhiên. Như mọi người đã biết thì hãng thường khai thác những mặt số thiên nhiên như là mặt thiên thạch này, mặt đá thạch anh này, mặt sạc cừ này. Đó, thì mọi người đoán thử xem bên trong này là mặt số gì nhé. Đây là vỏ ngoài của chiếc đồng hồ. Em sẽ mở ra. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Đây, Rolex Datejust 126334, mặt số sạc cừ. Đó, được khai thác từ thiên nhiên. Đó, size 41 nha mọi người. Em may mắn nhập được chiếc đồng hồ này về với tình trạng là siêu lướt 2024. Đó, còn rất là đẹp luôn, đẹp như mới. Nếu như mọi người không biết thì mặt sạc cừ thì không chiếc nào giống mặt chiếc nào cả. Mỗi chiếc đều có một cái đường vân và cái độ bắt sáng khác nhau. Đó. Thì thường những cái size to như thế này, mặt số sạc cừ nó sẽ hơi trắng một xíu. Bây giờ em sẽ review chi tiết chiếc đồng hồ này cho mọi người xem nha. Em sẽ quay cận cảnh để mọi người có thể nhìn rõ hơn. Đây mọi người ơi, thì em sẽ quay cận cảnh chiếc đồng hồ cho mọi người xem nha. Thì như em đã nói thì chiếc này có tình trạng là siêu lướt 2024. Đó, đẹp như mới luôn. Anh chủ cũ mua từ hồi tháng 1. Đó, và bên em may mắn được anh nhượng lại. Đó, chiếc đồng hồ này còn rất là đẹp. Về cơ bản thì nếu như mọi người không biết, những mặt số sạc cừ này thì không mặt nào giống mặt nào cả. Đó, mỗi chiếc sẽ có một cái đường vân và nét đẹp khác nhau. Đó, thường thì size 41 á, thì nó sẽ ít vân hơn. Và tất nhiên, chiếc này vẫn còn đầy đủ sổ và thẻ. Thẻ là thẻ NFC nha mọi người. Rất là may mắn thì chiếc này vẫn còn giữ được tag trắng. Đó, mọi người có thể search thử cái mã này lên Google. Đó là M126334-0020 thì nó sẽ ra đúng cái mẫu đồng hồ này luôn. Được bán ra từ tháng 1 2024. Đó, đây, hai quyển sổ nhỏ đây, còn một cái tag màu xanh nữa em quên lấy vào rồi. Đó. Thì đó, quan trọng là cái thẻ này. Xin phép che số series của đồng hồ lại để tránh những bên làm đồng hồ rép 11. Đó. Cái này cũng đảm bảo bảo mật cho khách hàng. Tiếp theo. Đó, thì chiếc này tình trạng là lướt nhưng mà date 2024. Nếu như mọi người bỏ qua deal này thì rất là tiếc luôn. Đó, bên em bán giá chỉ có hơn 300 triệu thôi. Đó. Cụ thể là 380 triệu cho chiếc đồng hồ này. Chiếc này vẫn còn bảo hành đến năm 2020 2029. Đó, bảo hành 5 năm của hãng, bên em hỗ trợ bảo hành 5 năm nữa. Đó, bảo hành song song luôn. Đó, mọi người có thấy những cái vệt màu ở trên mặt đồng hồ không? Nếu như mọi người muốn tư vấn chi tiết hơn về chiếc đồng hồ này thì có thể liên hệ em qua số điện thoại 0822 678 678. Đó, em sẽ hỗ trợ chi tiết tận tình 24/7. Đó. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.